đây. Mọi người ăn xong đi á, đạt được mục đích rồi đi về. Năm nay lại cũng không có đứa nào về hết Giang à. Tính ra là tụi nó đi hết rồi. Còn chồng con á, Tết thì là phải đi trực. Đâu có sao đâu mẹ. Mọi năm á thì cũng có con ăn Tết chung với ba mẹ mà. Ba mẹ, năm nay con về ăn Tết với ba mẹ nè. Từ năm nay á con về ăn Tết với ba mẹ, mẹ vui lắm đó con. Trời ơi chú Tư, sao về không báo trước 1 tiếng giờ để chị chuẩn bị cơm nước. Thôi ngồi nghỉ ngơi đi, chị vô nấu cơm nha. Dạ chị. À mẹ nè, con tính á là năm sau con cưới vợ á, nhưng mà con đang tính mua chung cư, nên là ba mẹ sắp xếp tiền á để con mua nhà nha. Đi tính ra cũng 3 năm rồi đó, không có cái Tết nào mà nó về đây hết. Mà Tết năm nay về lại đòi tiền ha. Ba mẹ, con về rồi nè. Ba mẹ con mới về. Tụi con về đó hả? Mẹ mừng quá. Nè, đi đường có mệt không con? Dạ cũng bình thường mẹ ơi. Má, bọn con nhớ mẹ quá. Nhớ mà đi biển biệt không có chịu về thăm à. Ông này, tụi con trên đó làm ăn có đỡ không con? Dạ, dạo này dịch á, làm ăn chán lắm mẹ. Bọn con đang tính á, là về ăn bám ba mẹ đây này. Không á, chắc là phải xin ba mẹ ít tiền để lên phố làm ăn thôi. Hey, nghe nói cô Út làm ăn tính toán giỏi lắm mà. Sao lần này về đây, xin tiền ba mẹ phải không? Anh hai, chuyện này của em đâu có liên quan với anh đâu. Thôi thôi, tụi bay đừng có cãi nhau nữa. Còn hai, công việc có ổn không? Dạ, dạo này con làm ăn bết bát khó khăn lắm ba. Đợt này về, con muốn bàn tính với ba, bán miếng đất nhà mình. Sau này con làm ăn có, con mua lại cho. Nè anh hai, anh nói vậy nghe sao được. Em sắp lấy vợ, cần tiền mua nhà. Ba mẹ có bán đất á, cũng phải đưa tiền cho em mua nhà cưới vợ chứ. Nè, anh Tư, còn em nữa mà, chưa tới lượt anh đâu. Ê, mọi người ơi, cơm thì chín rồi á, mình vô ăn cơm thôi. Ba mẹ, mình vô ăn cơm. Chị dâu, chắc năm nay tụi tôi về đông đủ, chị cũng không vui đâu ha. Mọi năm á thì có một mình chị, chắc là ba mẹ có bao nhiêu tiền hốt hết rồi ha. Ờ, đúng rồi đó. Chị dâu chắc cũng lấy tiết kiệm được cho mình một mớ rồi ha. Tao với mẹ mày á, cả chục năm nay có làm gì đâu mà có tiền. Tụi bay không có đứa nào mà gửi tiền về mà nuôi cho ba mẹ hết. Còn thằng ba nó làm suốt. Chị dâu mày vừa đi làm vừa nuôi cho hai ông bà già này. Còn mày, mày cảnh khóe chị dâu mày làm cái gì? Thôi đi Giang à, con hãy bưng cái món đặc biệt của ngày hôm nay ra cho cả nhà mình ăn đi con. Ui chà, lâu lâu mình về không biết đãi mình ăn cái gì đây. Đây, mọi người ăn xong đi á, đạt được mục đích rồi đi về. Nè nè, cái này là ý gì hả? Giang, cô là dâu, cô làm mặt cái trò gì vậy? Tết là ngày Tết đoàn viên, mà tụi bay về đây á là chỉ nhắm nhe xin tiền thôi. Cái chuyện này là tao bảo chị dâu bay làm. Số tiền này tao với mẹ mày để dành để mà dưỡng già, để khi mà nằm xuống bệnh tật có tiền mà lo, không ngửa tay xin tiền tụi bay. Tụi bay cầm hết đi. Mấy năm nay ở trong cái căn nhà này nè, chỉ có vợ chồng tụi tao là lũi củi ở đây à. Mai á là nhờ có con Giang, nó về nó làm dâu nhà này, nó chăm sóc, nó lo lắng cho tụi tao. Nó là người hoài đó, người không cùng mẫu đó, mà nó còn biết thương yêu chăm sóc cho tụi tao. Còn tụi bay làm được gì chứ hả? Hay là chị nghĩ tới tiền, tới tài sản của tụi tao thôi. Bây giờ lại tụi bay đi. Ba mẹ à, nếu mà Tết vui á thì mình ở nhà, còn ba mẹ mà không vui á thì con đặt vé cho ba mẹ đi du lịch. Ngày Tết là ngày đoàn viên, mà ai cũng về nhăm nhe vì tiền như thế này á thì Tết nó không có vui rồi mẹ. Thôi bây giờ con dẫn ba mẹ đi siêu thị. Ừ. Ba đi ba, mẹ.